Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào đại gia đình của mình nha. Thì hôm nay em có đi chợ, em mua được 3 con ghẹ. Thấy ghẹ tươi quá nên mua, bây giờ em chế biến. Em đi hấp bia. Ghẹ em mua về nè. Em đem đi vệ sinh. Vệ sinh ghẹ cho sạch sẽ. Xong rồi tí xíu em đi hấp bia. Ở mấy cái siêu thị gần ở nhà em á, không phải mà ngày nào cũng có ghẹ đâu. Nó có ghẹ nhưng mà nhìn con ghẹ nó trắng bệt à, nó không có được tươi. Mà tự nhiên hôm nay đi thấy được một mớ ghẹ, nó rất là ngon luôn. Nó to to không à, nên em mua liều đại thử coi nó có tươi hay không. Mà mua 3 con không dám mua nhiều. Mua nhiều về mình sợ nó không có tươi thì bỏ uổng lắm. Thì em mua 3 con đó thì nó tầm 1 ký mấy. Thì nó cũng... 1 ký mấy thì nó tính ra thì cái tính tiền là nó được 40 mấy đồng hay sao á. Nè, xong rồi nè, bây giờ em sắp ghẹ vô son và em chế vô đó 2 lon bia. Trời ơi, em bắt cái lò lên mà em dặn cái lò lộn. Cái lò bên kia em dặn sao mà nó nóng rồi nó chảy cái tô của mỡ của em. Rồi em cũng không dám nhúc nhích luôn, để đó hồi nó nguội rồi em sẽ mà ấy lên. Thiệt chứ. Ớt em dùng hả? Cả chục chế ớt, ớt xanh, ớt đỏ có luôn. Thì em bỏ vô trong đó là 1 muỗng bột ngọt, 2 muỗng muối và 1 muỗng sữa và nửa trái chanh. Thì bây giờ em sẽ xay lên, em xay cho nó nhuyễn, thiệt là nhuyễn. Trời ơi, nè, cô chú, anh chị, các bạn ơi, cái chén muối của em. Ghẹ em hấp 30 phút xong rồi nè, thì bây giờ em sẽ tắt nồi, em đi rửa sơ ghẹ lại cho nó sạch sẽ. Xong rồi nè, em sắp ra dĩa nè. Bây giờ mời cô chú các bạn ăn cùng em nha. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Đây là cái mâm, cái dĩa ghẹ của em. Đây là chén nước mắm. Trời ơi, bá chế cuộc chết. Gỡ ăn thôi. Ui, ngon nha. Ngon nha. Thật không. You know why I'm steam with beer. Yeah, 2 can beer. Trời ơi, em đi về em gấp đến nỗi mà thèm ăn á, đang trên đường về á mà nước miếng ha nó chảy gồng vậy đó. Xong là về á là không kịp á thay đồ, không kịp mà lột kiến lột dĩa chân là bắt vô là luộc liền luôn. Thèm dữ lắm rồi. Bữa nay thấy nó tươi nè. Nó nên mua về ăn mà thật sự nó tươi thiệt. Nhưng mà nói tới cái độ tươi giống như ở bên mình á thì không. Không có tươi giống như bên mình nhưng mà nó tươi. Come here, John. Come here nè, bên tí xây nè. Đây nè, cái cục thịt nữa nè. Em sẽ chấm vô trong cái chén. Nó rớt rồi. Oh my god.
Không. Spicy. Yeah. Yeah, this one eat with spicy, this good. anh nói cay quá. Trời ơi, chạy nước miếng. Trời ơi, con mèo nó ngồi ở quậy đợi em. Ok. Nè. Come. Quay clip, clip, let's take clip. Wow, 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 wow. Mèo nó ăn. One more. One more. Nè. Ok, just go away đi. I don't mind my clip. How that sauce taste? But not right? Very nice. Cái thịt của nó. Cái thịt của nó không có tươi giống như như ghẹ bên mình, ghẹ bên mình á. Ô. Nè, thấy nước nó chảy ròng ròng không? Đời con ghẹ nó không có tươi á. Cái viên nước mắm ngon quá, mấy chế ơi. Gì ăn? Cho nó ăn này tội nghiệp đó. You're not my baby. You're not my baby. No. Yeah. Yeah. Excuse me. Yes. Ngon quá mới chết à. Chết à. Chết ở đi vô mắt em cay quá. Ớt nó dằn nhũng mắt. Nè. Ở bên mau. Nó vua á. Nó sặc cái muối ớt.
Cái que nó không, cái que nó không cố miếng thịt luôn. Không có thịt. Nào, mình ăn sau đi. Mình ăn mấy cái này trước đi. My God, this nice. Yeah. Don't touch my, don't touch photo me, okay. Cái con này nó ngon nè, nó cứng ngắt luôn. Please, John, see her, she put her, her leg on the table là. That's not for cat food, okay? It's not for you. That's human. That's for human, not for cat, okay? Ủa quá. Con này ngon quá à. Anh nhà em á, dễ gì anh ăn mấy cái này đâu, dơ tay đó. Chưa? Vua anh nè, ăn miệng ra. Not too much spicy. Your favorite color. Yeah. If you want, eat this for next time. I make not spicy for you. Em mua con này, em mua ba con này nó một ký, ký mấy 2 kg gì á. Nó gần 50 đồng. Wow.
Bên đây không cho ăn, cái nó đi qua bên đây. Don't forget me. You go outside later. When I'm finished, I'm give you eat, okay? Yeah. Okay. Ê, leo. Leo. Enough. Please. Do cat. John, you want more? Phái rồi. Ảnh phái rồi. Phái gì thịt, cái đùi nè. Thịt ảnh ăn hết rồi, nãy giờ em cắn xương không á. Cái đùi nè, nguyên một cái đùi thịt luôn. Nè, không ăn. Trời, mua này về gỉa cho mèo ăn hay sao mà ha. Rồi in up. Rồi bye bye cô chú, bye bye cả nhà mình nè. Em tắt like. Giờ quá. Bye bye cả nhà. Em chúc cả nhà có một ngày tràn đầy niềm vui bên gia đình nha. Em tắt lại, em ăn cho hết bà cái này giờ quá.